Em à, em nó lấy chú từ dứa. À, tao tôi không có mến đâu. Alo, mình thằng chắc không à? À, từ đi mày, con mặc khám hả đây, con ra đây hỏng mày, xe tên mặt mắt à? Con này bạc bí đó con nhỉ? Bảo tồn đấy, quần áo này, nó mì tên bóng mắt. Cái này bà đã thấy mi do thấy cái này cái này cả hai bên trên cả cân ăn cả pe về giáp cái khẩu Trung Quốc cái hạt quá khiên luôn đấy chắc chè đấy thấy đi lên có đấy hồi đang này ôi ô chính gần kề ngay lấy gần không lên có này xe tải chiếu này xe tải này xe tải này sam đô xe tải lóc mấy này lóc xe tải chẳng đấy đập đấy lấy con hôi em nhặt này chết chết nhì theo lấy con này sang đứa này sang đứa này xe tay sang đứa xe 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 à thông 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 lấy con này cầm mà sao lấy con này hôi không lấy con này sang đứa nhì theo rồi bị bắt bà rồi cứ cua mà men bắt mày á ông nó có nhiệm vụ đó chị á mặc theo bây giờ mở mắt rồi tiếp tục đâu rồi ấy đang ăn này năm mươi bao nhiêu rồi giờ đi đâu gì đi đâu là phát đầu là phát đầu tiên đó đây các bạn nhá đây là hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 tạ mồ nhá mùng 3 tháng 3 ấy là rượu này là hạ thổ nhá ở dưới đất nhá. Đây chú rể mình đang moi móc để lấy lên đây. Ta đây ghê. Mình sẵn đi nó. Mình nhẹ nó pin hạ thổ kinh nông mà nhà tầng cậu. Lòng bình à, bình thủy tinh đấy, tiếng đây. Đấy, ông. Hạ thổ, hạ thổ đó. Rồi, nghề cái thằng này. Hay vậy? Chà. Đèo can nhựa ấy. Hình như cái đèo can nhựa này. Cái mà cái can nhựa. Ồ. Đây, thấy rồi các bạn nhá. Cái này là rìu hạ thổ nhá. Có béo được đấy.
thì có béo có đứa đấy. Có bán nghe trắng mông đứa đấy. Trong cắn. Ở từ tăng mà này. Diêu hạ thổ, diêu hạ thổ. Đâm nữa nhưng mà trái nhựa thì gì nó mới. Bên kinh đâu chạy à? Ôi ô. Dương. Đâm mật về đi. Tông mật. Ôi mật chả mật chả. Tông mật còn đây với đây nghe được. Mật còn đây rồi. Nắm mật còn đây. Chưa dán. Vua này bông lu. Vua này bông lu. Dán bóng này ăn đi à? Mật còn đây. Ô mật còn đây. Ăn này kinh ngon này, ăn này bảo đảm kinh ngon này. Ăn này nhiều kiến. Ờ trái này thì chỉ trái duyên nhá mà. Duyên hết rồi mà. Duyên trái cải đi. Ôi dạ. Thí trái à? Ôi. Tham trái. Thí trái. Thứ ba. Cái thứ tư, thứ năm. Ôi thứ năm em. Ô. Cả ổ nhỉ. Cả ổ luôn. Chắc là chỗ này là chắc là con kia nó say hết rồi. Chỗ này thế. Hồi áo đi mà ra. Bao nhiêu nhỉ? Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai. Hồi áo lòng mới. Sáu chai. Thế đấy, nổ khơi ra để xịt cả cái chai men thế đấy. Đây đây là dùng bằng cái này dùng bằng chai nhá, không phải dùng bằng nhựa đâu nhá. Cái này là nhất là chuẩn luôn đây. Một bạn ông mà tuyệt vời lên đấy, đầu tư kỹ lắm. Ý thôi mà. Hai chục không? Đâu làm gì có, tả dưới chứ. Một bạn ông mà chỗ này. Đây giờ lấy đến rửa nhé các bạn. Ui nhìn trong veo luôn. Thử xem. Cái là rượu nhá, không phải là hàng ở trên mua trên mạng đâu nhá, không mua trên quán đâu nhá. Cái này mình bỏ rượu vào xong rồi hạ thổ nhá. Cái kia vứt đi. Đây là rượu hạ thổ nhá. Ý ồ, kinh hơi bị chuẩn đấy. Thơm thơm thơm. Được. Này tôi thức nhé. Chị mẹ. Làm chưa nào. Đây là gì hỏa thổ nhá các bạn. Ờ, tại tay lùa, tại quay lâu nằm hả? Nằm hắn quán này nữa. Nó còn... Ờ, hắn nhá. Mở tay heo rồi đó. Bên nơi bên xoay nổ áo hả? Chắc cái lời bố. Ý dồ. Gì hỏa thổ và ly nữa. Chắc chứ. Biết nào quá mưa mưa. Thôi mời các bạn nhá, mình thử làm một ly rượu hạ thổ nhá, tắm mối. Ba lần con trâu tên gì vãi rồi ai dám ăn đi thắp đằng trước trước xếp hàng nào thắp đằng trước trước bên này như là thắp bên kia này à nè chị Thư chị cả mày nhiều que hơn vớ không biết không biết đâu
chỉ làm ấy, chỉ cá thôi. Bình an thôi, con cháu về rồi. Bố cũng chết, bố rồi cũng chết, con cũng chết. Nè, mà một năm thắm một lần. Anh ha. Lâu quá em con cháu nó chỉ cho. Chỉ cho nữa chứ. Là không chết bao giờ. Thì cũng chết. Mà thì bảo chửi lầm bầm quá là say ngủ ấy. Căng như vậy. Thằng ông già này sao không chết.